Xin chào quý vị các bạn. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc Lacetti CDX sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010. Đây là chiếc Lacetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010 tại Hàn Quốc. Và chiếc xe này hiện nay đang được trưng bày bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím. Cửa sổ nóc số tự động, động cơ 1.6 AT. Và xe hiện nay đang được bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá 265 triệu đồng. 265 triệu đồng là giá của chiếc Lacetti CDX. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010. Sơn vỏ màu bạc, nội thất hai màu đen và da bò. Với cảm quan bên ngoài thì quý vị có thể nhìn thấy xe được lắp thêm, đó là các cái bộ ốp mạ chrome của đèn pha và đèn hậu. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Nội thất của xe được trang bị như sau. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện. Gương kính chỉnh điện, cụp điện. Đèn pha tự động. Đèn pha auto, vô lăng tích hợp bàn phím. Đầu CD 6 đĩa. Điều hòa tự động. Số tự động, động cơ 1.6. Nội thất màu da bò và màu đen, nội thất hai màu. Táp lô rất đẹp, táp ly đẹp. Cửa sổ nóc, trần nỉ đẹp. Đây ạ. Và các bạn có thể nhìn thấy là xe thì đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ dưới lên trên. Với giá tiền 265 triệu quý vị, để mà lựa chọn một cái xe số tự động nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010 thì có lẽ là 265 triệu quý vị mua chỉ mua được tầm morning thì còn thừa tí tiền. Thì tội gì phải đi morning, i10 cũng chưa đủ tiền mua, thì tội gì đi morning i10. Lacetti CDX nhập khẩu từ Hàn Quốc năm 2010. Option thân vỏ đẹp, kiểu dáng đẹp, nội thất rộng rãi và rất đẹp luôn. 4 phanh ABS, 4 la răng đúc. Đây ạ. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình đi kiểm tra về phần kỹ thuật của xe. Xe này thì được trang bị thêm cả camera hành trình và camera lùi ở trên kính lái luôn. Thì về mặt kỹ thuật của xe thì đây ạ. Đây là phần đinh tán của cánh bên phụ, các bạn nhìn thấy đinh tán còn nguyên. Đây là phần chỉ của cánh bên phụ. Đặc biệt với dòng Lacetti thì chỉ của nó là chỉ đôi, hai sợi chỉ đôi rất nhỏ. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy hai sợi chỉ đôi rất nhỏ luôn. Chỉ nguyên zin cánh phụ. Đây là chỉ của cánh sau bên phụ. Đây ạ. Các bạn có thể nhìn thấy không mất phân chỉ nào nhé. Chỉ còn nguyên zin, chỉ xịn, không mất phân chỉ nào. Về phần cốp, đây ạ. Cốp thì rộng rãi. Và đây quý vị có thể nhìn thấy đây. Đây lốp dự phòng này. Các cái máng tôn. Rồi là ấy là còn như mới nha quý vị nhé. Không bóp móp méo xẹo xỏ gì. Đây ạ. Hai bên máng nước đinh tán còn nguyên. Máng nước đinh tán còn nguyên đây. Keo còn nguyên. Chỉ cốp đây, các bạn nhìn thấy chỉ cốp không mất phân chỉ nào. Chỉ cốp còn nguyên hết, không mất phân chỉ nào. Còn đây là chỉ của cánh đằng sau bên lái. Đây chỉ cánh sau bên lái các bạn nhé. Xe vừa về đến nhà, chưa rửa nước lã luôn. Đây ở đây là phần đinh tán của cánh lái đây. Và chỉ của cánh lái đây ạ. Trước khi đi đến phần khoang động cơ và phần đầu chiếc xe, quý vị hãy cùng với mình xem lại phần nội thất của xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện,
cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đèn pha ô tô, điều hòa ô tô, túi khí, phanh ABS, nội thất hai màu da bò và màu đen. Xe rất đẹp luôn. Cái đẹp như thế nào thì quý vị có thể xem và tự đánh giá. Bây giờ chúng ta đi đến khoang động cơ của chiếc xe và kiểm tra phần đầu của chiếc xe. Thì đây là chỉ của cabo. Các bạn ấy nhìn thấy chỉ cabo còn nguyên, không mất phân chỉ cabo nào. Chỉ cabo toàn bộ còn nguyên hết ạ. Còn nguyên chỉ cabo. Về phần đây ạ, ụ giảm sóc còn nguyên keo của nhà máy. Đây ạ. Không móp méo xẹo xọ gì đúng không các bạn? Đấy. Bên này cũng vậy. Đây ạ. Ủ giảm sóc đây, keo đây, máy móc khô ráo sạch sẽ. Các bạn nhìn thấy máy móc khô ráo sạch sẽ. Và chiếc xe này máy nổ rất êm và rất bốc. Xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Chỉ có vết bụi của thời gian các bạn nhé. Về phần đầu răng còn nguyên, các bạn có thể nhìn thấy đầu răng sắt xi còn nguyên hết. Và xe hiện nay đang được bán với giá 265 triệu đồng tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Mời các bạn về xem xe, kiểm tra xe, test xe, chạy thử xe trực tiếp tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại 0855 966 966. Quý vị hãy bấm vào đăng ký kênh để cập nhật thường xuyên và nhanh nhất các thông tin xe vừa về, mới về và sắp về tại Dũng Audi. Quý vị hãy để lại bình luận, nêu cái ý kiến của mình ở phần bình luận. Và hãy đừng quên tặng cho Dũng Audi một like để có thêm động lực hàng ngày quay đến những chiếc xe ô tô cho quý vị xem, chiêm ngưỡng, đánh giá và lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.